Hello cả nhà nha, tiếp tục review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe Honda Vision và dòng xe Honda Vario 160 ha. Thì hôm nay thì cũng như mọi khi thôi, Lý sẽ review cho giá cho cả nhà này. Và ngoài ra thì đặc biệt trong tháng 6 này nó có hỗ trợ khách hàng này, khi mua xe có liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo của em Luyến là 0346 552 628. Áp dụng với khách hàng có liên hệ trước cho Luyến đều hỗ trợ ngay 2 triệu đồng tiền xe đi lại ha. Hỗ trợ ngay một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng và rất nhiều quà tặng đi kèm. Chi tiết thắc mắc thì cứ liên hệ qua Zalo cho Luyến nha. Thì review cả nhà đầu tiên là về em xe Vision màu tím iPhone 14 này, màu jean thì đủ màu nha, nhưng hôm nay là ưu tiên về những mẫu xe màu sơn độ đang có sẵn tại cửa hàng ha. Màu tím iPhone 14 này, màu rất là đẹp luôn. Em mang hiệu sơn từ phiên bản cao cấp đấy đó cả nhà. Cao cấp hay còn gọi là phiên bản thì quá sợ bắt cây ha. Rất là đẹp luôn cả nhà. Màu xám này gọi là màu này gọi là tím xám đen đó cả nhà. Màu tím này có hợp màu xám và màu đen. Ra ánh nắng thì rất là đẹp luôn, nó sẽ tôn về màu xám nhiều hơn. Nhưng mà khi vào bóng tối á, nó sẽ thiên về màu tím nhiều hơn cả nhà. Thì tại em này thì đang có mức giá là 31.900 đối với phiên bản chìa khóa thường ha. Còn 33.900 đối với phiên bản khóa sợ bắt cây. Áp dụng với khách hàng có liên hệ trước cho Luyến sẽ được hỗ trợ giảm giá 2 triệu đồng ha. Và đối với dòng xe này chỉ cần trả trước cho Lý duy nhất là 4 triệu đồng thôi. Cầm 4 triệu đồng mà rinh ngay mà em xe Vision thì còn chần chừ gì, nhanh tay liên hệ Lý còn được hỗ trợ bao đầu hồ sơ nha. Đó, tiếp tới có em xe màu cam này, có sơn lên này, vừa mới sơn lên báo cháy luôn. Ai mà không cách hướng ngoại, thích đi chơi cháy phố thì liên hệ Luyến sở hữu ngay vào bộ em Vision màu cam ha. Ngoài ra thì cửa hàng này có hỗ trợ sơn độ theo yêu cầu khách hàng nha. Cả nhà muốn sơn độ ví dụ màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu tất cả các màu sắc mà cả nhà muốn sơn độ lên thì cửa hàng Luyến có hỗ trợ sơn lên ha. Và trong cùng khi có một em xe màu trắng là phiên bản zin của bản cao cấp ha. Cao cấp thì hiện tại đã có mức giá là 33.900. Liên hệ trước cho Luyến cũng được hỗ trợ giảm giá 2 triệu đồng tiền hãng xe đi lại ha. Và đối với những dòng xe này thì trả trước chỉ có 4 triệu đồng thôi. Ngoài ra thì còn hỗ trợ thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng trong tháng 6 này, những các bạn mua xe có liên hệ trực tiếp qua cho Lý để được Lý hỗ trợ tư vấn nhiệt tình nhé.